lứa. Sướng các bạn. Đó. Này con cá dảnh là cá dảnh chầm bá lửa luôn á. Cá cha hoặc okay, thôi chứ cá dảnh là cá dảnh bự lắm. Trời ơi, cái gì trời? Lau kiến. Rồi bạn nữ câu dính lên cái anh em. Còn dính không? Còn đó. Họ ta dính cá mà lỡ cự người ta không mà. Cá dảnh luôn các bạn. Nay xuống đây đã bạn, có dù có đồ luôn mọi người. Mát. Chào anh em và các bạn nha. Giờ được đang tới Vĩnh Long mọi người. Giờ đang chuẩn bị đi qua phà An Bình. Hôm nay đi câu với Lê Khuyến mà ông đi xuống trước nãy giờ rồi. À, được có ông chuyện xuống trễ, hẹn 8 giờ mà giờ này gần 10 giờ mà mới đi được. Rồi được chào anh em nha. Giờ chuẩn bị hầu qua phà An Bình mà thấy tình hình sóng gió quá mà không biết ở chỗ làng bè rồi kia nọ rồi không biết sao nha mọi người. Thấy gió là quá sóng luôn. Đó, rồi chào anh em nha. Hôm nay mình ở Đồng Tháp xuống. Như lấy số đồ mấy câu dây câu đồ gửi cho ông Khuyến chỗ tiệm ông bán. Đó, anh em cần gì thì cứ đến ở Cần Thơ thì đến tiệm của Lê Khuyến nha. Ở phường Yến Kiều, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Bây giờ mình đang qua đò các bạn ơi. Cái sóng này quá trời luôn. Quéo những khúc. Rồi chào anh em nha. Giờ tới điểm mướn xuồng của chú Sơn á các bạn. Nhưng mà ở đây giờ này thời tiết không có được tốt mấy. Nhà ngào lắc lắc tưng 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 hồi ngủ đã. Trời này dân võng ngủ luôn sướng vậy. Rồi nữa chỗ ông có mấy cái gốc cây xanh nè bạn, chạy hết đường luôn, lên phà quẹo trái thì cần thủ cũng nhiều quá, nhiều luôn nè, quá trời luôn. Ở đây chắc cá dảnh nhiều quá chú. Quá trời. Nay mình mua xuống đây kiếm cái trà không biết có không nè mọi người. Cậu đãi là không cho cá là có. Dạ. Ô bè đây cũng xưa nè. Rồi chào anh em nha, đợi Lê Khuyến lại. Nãy bà làm nãy giờ cũng 2 kg rồi bạn. Thôi lại quay thành quả bán ở xíu xuồng luôn. Khoảng ngầu nghỉ xíu bạn ơi. Người ta đây khoảng tiếng mấy à. Giờ xuống xuồng các bạn ơi. Nãy giờ tới ăn cơm nước rồi nay đánh chặn chiều tới tối rồi về. Đó, Khuyến nãy giờ làm có lý. Cá dảnh. À, kim máy à. Quá im nha. Rồi giờ đi thôi anh em ơi. Tranh thủ à, đi chiến rồi. Tranh thủ các bạn ơi. Gió quá. Hay lên. Mở hàng con bạn ơi. Ôi cái vô đén. Con thấy nhịp nhịp rõ ràng nữa. Nè ông Khuyến ơi, giao cho ông Khuyến chu gọng. Không có gì thả sao đi. Còn đầu để nhớ nha mọi người. Nhớ nha, mình mở hàng con vô đếm nha. Rồi, nước này nó cạn bạn ơi, dòng tua máy lớn này quay vài vòng ở lên bờ luôn rồi. Rồi, thấy có lý rồi ạ. Có lý. Còn đếm. Thấy sao nó ăn quá, giống ăn quá à. Rồi. Cần Khuyến các bạn ơi, cám à. Đó. Rồi. Lắm. Rồi xuống ngồi mọi người. Biết còn không đó. Giật đi để nó sao cài hên xui mà còn nó quýu đó
Đây xuồng có dù đồ đã anh em. Rồi rảnh rồi. Rồi. Còn hai cục mồi luôn. Không. Còn là rồi bạn nữ con vinh lên trái anh em. Còn dính không? Còn đó. Họ ta dính cá mà lỡ cự người ta không mà. Cá rảnh luôn các bạn. Nay xuồng đây đã bạn, có dù có đồ luôn mọi người. Mát. Ăn nghe các bạn. Usubu. Lạng lạng rồi, chắc cái rảnh rồi. Đó. Nè anh em. Xuống đùm nho lúa subu với ta. Mình được con đếm con rảnh rồi nghe bà con. Xuống thứ nào chịu nổi, cầm taxi lên dây xanh đó mà các bạn. Thấy rõ luôn á. Ơi, con rảnh này rảnh bự rồi mọi người. Con rảnh hàng cha trời. Chết mẹ không? Con này có cha gì mà ư lứa sướng các bạn đó. Này con cá rảnh là cá rảnh chầm bá lửa luôn á, cá cha hoặc thôi chứ cá rảnh là cá rảnh bự lắm. Trời ơi con cá cái gì trời, lau kiến. Ô mình vô đếm nè, cái rảnh là lau kiến luôn, ghê thiệt. Cần taxi nghe anh em Thái Lan đó. Lên màu là coi bao gõ luôn á. Thu lần đầu có dính cái lau kiến xong luôn, trời ghê thiệt chứ. Bắt luôn hả? Bắt luôn đi, nó chà bá luôn là bắt luôn. Cởi. Quá đã bạn, tưởng luôn con cá lăn. Con này cũng có nửa ký á. Nặng lắm mọi người. Không có nửa ký thì nó. Quá trời, thì cái lu su bu á, chưa xuống mò kịp luôn, định tóm cái lử à. Cái này thôi thua luôn rồi. Rồi gỡ nó anh em ơi. Rồi đó các bạn, nó víu hụt lắc ơi, vô cái giờ còn mà hai cặn luôn, dướng dây không lên đi mới tính dướng dây rồi lên nữa mọi người, chung mà lu su bu hết trơn rồi đó. Nó dảnh bự à, dảnh bự không dạng luôn, dảnh bự không dạng luôn, dạng qua đây là phái luôn á, qua đây không giờ không qua đây gần nữa. Rồi còn lý nè, rồi gỡ đi. Anh đây câu có dù đồ mát mà nó có em trai với em gái mới lại nữa kìa đó. Hai bạn đó gặp mình chưa cho gặp mình lên cá quá trời là lu su bu bản rồi đó nghe. Thằng của mình thùi cho dính lau kiến luôn, ghê thiệt. Bạn ơi định bóp mồi nặng vậy trời, nặng con này chắc cái rảnh bự rồi đó. Cô có chép nè ơi. Cái chép rồi gỡ thả luôn anh em ơi, quá trời liếu chưa. Ôi mạnh nha mọi người, bển nữa hả? Ừ này giống chép quá ta ơi. Cái chép vậy ta, bên kia quýu nữa kìa, còn đang quýu nữa kìa, ngon lành nha anh em. Nặng á, nặng lắm con này nặng nha mọi người. Đang nghe điện thoại nó giờ lu bu lu su bu á, giống chép quá, chạy nết nết mà giống chép vậy ta. Em là lau kiến nữa.
lên luôn. Ờ cái nhánh bự. Nó quấn hai quấn lử với ấy là gì nó nặng quá, nó quấn lử đánh võng. Đánh võng cái rảnh. Wow, ôi ôi nó bự không dạng ơi. Này là ba con ký là xiền đó mọi người. Đó, sướng thì chứ. Lu xua quá. Đâu rồi? Bên nó khuyến dính nữa các bạn. Làm quá trời luôn anh em ơi. Giờ chuẩn bị tóm lử, nãy giờ chưa tóm lử luôn. Rồi ok luôn. Quá trời. Có lý à, con nhánh này cũng được à nghe. Nhánh này cũng có lý rồi nghe anh em. Lạng kìa. Đó. Nhỏ hơn con mãi. Đó. Thảy giật lại đó, đặng cho nó tét mép. Để nó đi, để ta lấy cái dầm thảy lên cho. Rồi, vô nữa một các bạn, cần là lên bờ rồi đó. Cái này cho cháu chắc hết ngồi nữa rồi. Wow, đây nè, wow, dính nè mọi người. Đó. Dảnh nữa chứ đâu. Thôi nào mày. Quá trời lắc luôn á. Rồi giục luôn rồi. Ai ơi. Bên này giục luôn rồi, em vô luôn rồi. Trời ơi, nó uống còn bên kia ăn nữa kìa các bạn. Đúng quá bạn ơi. Lời khuyến rồi bắt con đó đi. Nó mất rồi quá. Không thấy gì nữa. Chị ghẻ mấy cái. Ngàn này có dẫn nhiều thiệt. Dữ lắm ở dưới á. Không còn hay dính quá giờ nghỉ mười bêm luôn. Còn bảo không. Tôi su bu quá nghỉ luôn ha. Hai cây này màu cháo mà. Má dính được con dù ném nhỏ. Con kế bên ông cầu mình ổng gờ 7 cây, 6 cây. 6 cây hả bồ? Trời ơi. Kinh khủng. 8 cây. Khuyến bên ăn không giật cái lo nắng mồi cũng giật luôn. Cái xác cái gì vậy? Xác thiệt. Thành đã hơn quá Thành ơi. Lên luôn Thành ơi. Chính rồi. Ghê vậy. Ghê vậy Thành. Trời ơi. Con dảnh má ơi. Ăn bánh mì á anh. Trời ơi. Gà rảnh kìa các bạn. Má ăn gà lứ rồi. Trời má lửa. Thôi đừng có đưa cho anh không có bắt đâu nghe là anh. Đó, càng lên nè thấy chưa? Đó. Đó. Gà rảnh ăn bánh mì anh em. Hết cá mà bánh mì nha. Bánh mì nữa, mì của trước là bánh mì của tôi, bánh mì xinh của ông là sao rồi. Đó. Hả, ăn ngay cục cám cũng không chừng nữa.
cho hai cục cám, hai cục bánh mì. Thảy hay thì chứ thảy vô be xuồng mà sao xéo tạt vào đó hơn pizza. Con gì đây? Con cá móc cái kỵ trên nó chạy quá trời chạy luôn à. Tới con chị luôn. Trời ơi, cái rảnh móc cái kỵ nó chạy quá. Trời không được rồi nghe. Cá này là móc lậu ngang lưng á. Lậu ngang móc ngay cái kỳ trên các bạn. Phiến cầu cá kiểu mới. Đây của mình này, của mình thấy của mình nè. Nó mới bù bật ra nhã ta ha. Đó, trời mát rồi đó Thành ơi. Hả? Chứ bị mưa á chứ ăn gì. Trời này nóng chứ bị mưa á. Chứ tưởng trời mát cái ăn hả? Trời ơi. Dính nè mọi người. Đó. Mình cá nha anh em. Rảnh này trọng nha các bạn. Rảnh này trọng. Lên cái bằng rảnh Thành được nhưng mà không sao, chắc nhỏ. Hơn rảnh luôn Thành. Ôi nó mập. Thằng cám nha các bạn. Cám của Lương Phiến nghe. Sớm gạch son, gạch sơn gì đó. Gạch gì đó mà đá cũng được nữa. Nè, lên cá mọi người. Đi đây cũng câu cá rô hoài. Trời ơi. Đi câu cá rô mà phải quay á. Ông đừng kêu tôi. Còn cái gì mà? Ô, nó thinh, nó thí rồi cũng chảy nữa trời. Quá dở. Kiếm kỳ nữa đi nghe. Quá khứ rồi bạn ơi, lên rồi bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi. Rồi hầu toàn ten hầu đi luôn bây giờ nữa nghe. Dính mép có tí xíu à. Lỗ bự ra nó rộng ra. Có xíu mà nhìn thấy dễ hoàm tay nghe mọi người. Nhìn chứ hoàm tay á. Cơm dính cá vào đếm sao mà cá ma ní nó sỏ vô cái lỗ miệng. Mời các bạn ơi. Trời ơi. Nãy giờ được con rảnh nữa. Sao nhẹ vậy ta? Rảnh này chắc nhỏ rồi. Rảnh. Để xác. Kệ có cá vui rồi, ai không có cá bơi xuồng đi vòng vòng đây. Coi nè. Các bạn ơi, giờ mình chuẩn bị giờ điểm khác bạn. Thạnh bệnh dây tó kìa, nãy qua nó đâu có dây tó đâu. Cứ thôi. Rồi, khui thành quả rồi, khuyến khui thành quả. Đi gần mình lên kia con nha anh em. Đó, nó rảnh quá trời, nó rảnh luôn. Con tàu ngầm nữa. Tàu ngầm lau kiến nữa. Nó có rảnh đó mọi người. Chung là mình dính hợp cảm cá rảnh rồi cá lau kiến rồi cá dồ đếm. Quá có lý mà. Rồi chào anh em nghe, giờ đi điểm mới bạn ơi. Mình cũng kết thúc clip câu cá rảnh này cho bạn nha. Sớm Lusubu. Đây nhìn lại cầu Mỹ Thuận nè mọi người. Đó, cầu Mỹ Thuận nè. Đó các bạn. Rồi chào anh em nha. Every single day.